rồi. Nay tôi được vợ nấu phở cho ăn các bạn ạ. Ngon quá. Anh thích ăn phở lắm đúng không? Ừ, anh thích nhất là ăn phở luôn. Rồi rồi. Ủa gì vậy? Sao rồi không? Bây giờ mình có làm gì cho một quạng này. Em ơi, anh làm gì sai? Thì anh thích ăn phở mà. Thì anh thích ăn phở, phở em nấu ngon anh ăn. Em ơi, sao đấy? Thì anh bảo anh thích ăn phở mà. Thì anh thích ăn phở, phở em nấu ngon nữa. Suốt ngày phở phở phở, tôi gọi điện thì anh không nghe máy. Tôi mở nhà để cho người khác ăn à? À quên mất. Hết đi ăn phở rồi. Đi ăn cơm. Thèm cơm. Không bao giờ ăn phở nữa. Suốt ngày phở phở phở. Tôi gọi điện thì anh không nghe máy. Cơm ở nhà để cho người khác ăn à?